Hi. Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả chị em và các bạn đã đến với mạng nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn đây giờ hơn một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Dù bận rộn công việc vẫn luôn dành thời gian xem video của Thành. Tất cả đều là những người bạn tuyệt vời nhất mà Thành có được. Trân trọng. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Yamaha NVX 160 của Zulassen E-Design vừa trên làng đã khiến dân mê xe phấn khích. Đối thủ của Honda Clip 160 vô lộ diện đã gây sốt với diện mạo bắt mắt, hứa hẹn trở thành vua tay ga thế hệ mới thay thế Honda SH. Mới đây, chuyên trang nổi tiếng về thiết kế Zulassen D-Design đã thu hút sự chú ý của người dùng khi hé lộ loạt ảnh render của mẫu Yamaha Eros 160. So với bản 155cm khối, Yamaha Eros 160 có nhiều thay đổi nhất định trong thiết kế, hứa hẹn làm khó Honda Clip 160 nếu được đưa vào sản xuất thương mại. Dựa trên những hình ảnh được đăng tải có thể thấy rằng Yamaha Eros 160 vẫn sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng xe ga này. Tuy nhiên diện mạo của Yamaha Eros 160 đã được tinh chỉnh và trở nên khí động học hơn với sàn để chân rộng rãi hơn. Ngoài ra nắp bình xăng trên Yamaha Eros 160 cũng được di chuyển xuống dưới yên xe. Bên cạnh đó, ở phiên bản 160cm khối, đối thủ của Honda Clip 160 cũng được thay đổi trong các trang bị. Cụ thể, Yamaha Eros 160 được bổ sung hệ thống treo bao gồm giảm sóc trước hành trình ngựa và giảm sóc sau dạng lò xo trụ đôi. Yamaha Eros 160 cũng có thêm phanh địa ở bánh sau kết hợp cùng hệ thống chống bơ cứng phanh ABS trên đôi tương tự như Honda SH. Ngoài những thay đổi kể trên, Yamaha Eros 160 cũng sẽ được nâng cấp trong động cơ, tăng từ 150 lên 160cm khối. Với khối động cơ mới, Yamaha Eros 160 sẽ có sức mạnh ấn tượng hơn và đủ sức cạnh tranh với đối thủ Honda Clip 160. Tuy nhiên, Yamaha Eros 160 mới chỉ là sản phẩm hình ảnh render và hiện chưa rõ Yamaha có phát triển dòng xe ga này không. Tuy nhiên, theo giới thạo xe, nhiều khả năng Yamaha Eros 160 sẽ sớm được phát triển để trang bị đối thủ Honda Clip 160 lấn át và chiếm mất miếng bánh thị phần tại khu vực Đông Nam Á. Hiện Yamaha Eros đang được phân phối với hai phiên bản sử dụng khối động cơ 155cm khối với công suất tối đa 15,4 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,9 nanomet tại 6.500 vòng trên phút. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh render về mẫu Yamaha NVX 160 của Zulassen D-Design. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.